chưa? Nhiều vị đã nộp rồi. Khi chờ quý vị thì tôi đã đánh lên mớ sẵn này. Ê, dạy cho nhanh. Khi nào xong thì có thể chép trước. Nộp từ chưa ha, 15 đi ha, 4-15 là nộp nha, đã không xong cũng nộp nha, được nhiều nộp nhiều. Nhiều bạn giải thích ừ, cũng xỉu vậy đó. Của Nhi mà ta nói cười không ngưng được hả? Tấu hài dễ sợ vậy đó. Sao à, có học bài cũ, có nhớ bài cũ là được rồi, là được 8 điểm rồi. Này chỉ là mình kiếm thêm thôi. Ví dụ như 10 điểm mình cũng vui bộ, đúng không? Sao thương gì nè, có một cái câu hỏi đúng không, một
đúng rồi. Lâu lâu cái là quên xả, xả cái ngã à. Ông trong cùng một câu hồi đằng trước đó thì ngã, đằng sau thì hỏi. Hết chưa? Chắc đọc hết rồi quá. Một thì dễ rồi đúng không? Ai cũng làm được. Ai cũng được 8 điểm. Quý vị đã nộp bổ sung. Tăng nợ phải cô cứ tăng nó trội lên. Mà có nộp mà tôi chưa có chấm ấy thì la làng lên nghe. Đi lên tới 28 rồi. Tất chưa có nộp mà. Chắc cũng đủ rồi. Còn bạn cờ giờ, bạn đời cờ giờ này chắc ở lại học được sao quá ta. Ồ, đang đánh luôn ha. Trời ơi, tưởng đâu đi đánh banh này chứ. Mình sắp thi kết thúc lớp nha. Mình, hôm nay thì cố gắng thì dạy cái vèo cái cho nó hết luôn. Này muốn hết thì nhanh lắm, này muốn lâu thì cũng dễ lắm, này thoải mái à, trong tầm tay, nên bữa nay thì gắng đi hết để mình đi lên lớp luôn. Bây giờ đó là thì các bạn cần có cái thời gian ôn bài gì không? Ủa trời ơi, tôi nói tôi nghĩ trong bụng là chắc này nó không cần đâu. Tôi đã sai lầm. Tôi đã sai lầm. Ừ.
Vợ gì đi ha, lịch trình á, tôi cho tôi câu vợ, tôi chờ thằng da đen châu Phi của tôi nó đánh lên. Đó thì bởi vậy tôi mới nghĩ là 2 tuần lận mà, thì mắc gì nó cần thời gian nó ôn bài nữa ta, thì chó ôn đi mà nó vẫn cần ha. Thì nếu mà như vậy đó thì định thế này, bây giờ các bạn soạn đề cương để tránh cái hiện tượng mà mình rớt môn nhiều quá, quê chết rồi mình có một nữa mình lớp này là lớp đầu tiên nữa, trời ơi quê chết không, mình thành tích mà mình soạn đề cương ôn thi, nhưng mà không phải là tôi soạn cho các bạn đâu, các bạn tự soạn đề cương á, giờ soạn đề cương cộng điểm. Soạn đề cương cộng điểm. Giờ mình có 7 bài, 6 bài đó đó, 6 bài, 5 thọ với 5 7 bài chứ hả? Xúc 1 bài, thọ 1 bài với 5 cái loại là 7 bài. Thì bây giờ 7 bài đó các bạn soạn ra tất cả các câu hỏi có thể. Tất cả các cái câu hỏi có thể có. Từ 7 bài này. Đấy, mình sẽ lấy cái đề cương đó mình cộng điểm. Để tôi sẽ dùng cái đề cương của các bạn đó tôi đặt câu hỏi lúc mà mình thi á. Thì tôi sẽ đảm bảo là 80% nội dung thi tôi sẽ cho ở trong đề cương của các bạn soạn. 20% là nội dung thi thì sẽ bên ngoài. Được không? Thấy thì sao? Trời ơi nhân đạo gì còn gì nữa, ta nói thương muốn chết luôn rồi đó. Ủa trời, làm gì lần này tự hỏi đâu có. Đúng rồi, 20% là thầy hỏi. Giờ đó mình sẽ có nè, tại vì lần này á sẽ có cái phần này. Thứ nhất nè, điểm kiểm tra. Giờ sẽ chiếm bao nhiêu điểm thi, 30 điểm trên 100 điểm thì là giao cho top tổng kết cho thầy được. Ok, thứ hai điểm đề cương, đề cương giờ nó 30 rồi còn thi nữa ha, thôi cho thêm 20 nữa đi, điểm điểm hả. Thứ ba là điểm thi điểm thi đó là 50 điểm trên 100. Giờ là thang điểm của mình là vậy. Cái lớp này đặc biệt thang điểm biệt cho khối một khá cục cưng, kiểu mà cách chấm điểm mà đúng không? Thì về cái phần thi đó 80% nội dung thi lấy trong đề cương, đề cương một hai đủ đâu ta cố tình cho lên lớp mà, chứ không lẽ vậy cho ở lại lớp mày lấy gì lớp đâu tôi dạy 20% hỏi bên ngoài, các bạn soạn đề cương phải ổn áp nha, chứ các bạn soạn đề cương mà dở quá là tôi đổi ngược lại đó. Wow. Nếu như bạn soạn đề cương ổn thì tôi lấy 80% thì tôi đâu còn gì phải làm thêm. Bạn soạn đề cương dở quá thì tôi phải hỏi bên ngoài thôi. Điểm đề cương 20 điểm tối đa này á, tùy vào cái số lượng cái câu hỏi, dĩ nhiên rồi, cái đề cương này nó có gì nè. Cái thứ nhất
Soạn hỏi mẹ câu trả lời cần tóm tắt lý thuyết soạn câu hỏi kèm câu trả lời không cần tóm tắt lý thuyết mà làm gì hệ thống thành bản cho những câu cần dùng bảng và hình để học dễ. Ví dụ như so sánh năm cái thọ nhau nè, đó làm cái bảng khuyến khích làm đó. Đấy. Và khi mà thi đó rồi giờ rồi tôi suy nghĩ rồi là bây giờ thi nếu như mà tôi cho thi luôn cả bốn cái bài đằng trước thì thi nổi không? Tại vì nó liên đới với nhau ấy, nếu mà mình không có sẵn cái cơ hội mình ôn lại đó là mình bị quên á. Thì mình ôn luôn ha, vậy là 4 bài với 7 bài là 11 bài. Cố gắng nhân cái cơ hội thi cái mình học, học đó mình nhớ bài. Vậy là soạn đề cương thì cũng kèm luôn cả 4 bài của cái mẫu giáo 1 luôn. Đây, đó, đề cương ôn vậy đó, thấy ổn không? Thang điểm rồi vậy đó. Được hen. Có ai thắc mắc hay đề nghị gì thì cứ nói lên. Để xem xét. Rồi bây giờ cái hình thức thi. Thiếu bài là nhớ bổ sung. Thực thi ở trong 50 điểm đó đó. Hỏi một chín điểm. Hiểu. Được. Nếu lời không trọn vẹn thì hỏi thêm câu phụ. Trả lời trọn vẹn. Trọn vẹn vẫn có thể hỏi thêm phụ để cộng điểm. Đấy, dễ không? Giờ đó là tôi hỏi một câu thôi. Chúng ăn chặt chết. Hay là muốn hỏi hai câu? Các bạn chọn này, giờ các bạn hỏi một câu hay là muốn hỏi hai câu? Đúng thì ăn chặt thì chết. Hai câu thì mỗi câu là 2.5 điểm. Hai câu. Một câu thì cũng sẽ có thể là hai ý nó gợp với nhau. Nếu mà hai câu thì sẽ nhẹ hơn. Câu một là quốc luôn, là 50 điểm luôn. 50 điểm trên 100 đó.
Trong cái câu đó là nó có cả 80% đề cương và 20% bên ngoài luôn. Phần trăm bên ngoài nghĩa là sao? Nghĩa là thầy sẽ hỏi cái câu trong đề cương đáng lẽ ra đó à, không có phải trả lời như vậy đâu mà còn phải trả lời nhiều hơn như vậy, tức là đề cương chỉ mới đảm bảo 80% thôi à, còn phải thêm bên ngoài 20% nữa thì nó mới trọn vẹn à, thì sẽ nếu một câu thì sẽ hỏi kiểu như vậy, còn hai câu á, thì một câu thì sẽ hỏi trong đề cương tròn luôn, một câu bên ngoài. Bà Thiệu Duyên có ý kiến nè. Trời ơi. Các bạn khác làm sao? Các bạn khác im ru là mình theo số đông ha. Số đông đi đâu mình đi đó. Chấp hết. Không gì phải lo. Ủa trời đất ơi, nãy giờ người ta học hồi nãy giờ á. Ủa à. Rồi sao? Thấy bộ một câu nó hơi khó quá hả? Nguy cơ cao quá. Thôi chắc tôi cho hai câu đi. À, giờ cho hai câu. 50 điểm. Rồi. Câu 4 điểm và một câu 1 điểm. Không có câu hỏi phụ à, không có hỏi thêm câu rồi, đó là đã quá ổn rồi. Cương tối thiểu mấy câu hả à, tôi không có cho cái đó, ai muốn soạn sao soạn, soạn sao coi được mắt soạn. Tại đề cương bạn maximum là 20 điểm nhưng mà đâu nghĩa là bạn được 20 điểm đâu, nhiều khi bạn soạn đề cương có 2 điểm. Vì bạn có hai câu à, được 2 điểm à. Rồi, được chưa? Rõ ràng chưa? Điểm. Điểm. Ngày nào nộp đề cương bạn tôi chấm điểm chứ, ngày nộp đề cương đi, hay là bây giờ ngày thứ nhật 2 tuần nữa vô nộp đề cương rồi có muốn hỏi gì đó hỏi. Lỡ mình soạn đã đó, mình soạn ra cái câu rồi đã rồi cái mình không biết đường trả lời hoặc là mình trả lời tào lao vậy đó, thứ nhật tuần sau nữa đó mình vô mình hỏi, hay là vô cái hỏi thầy thầy soạn câu gì nè mà không trả lời gì nè đúng không thì được hen. Vậy chủ nhật tuần sau nữa xem giúp tôi đi ngày mấy vậy. Chín à, rồi họp 11, họp trong buổi họp, trường, đây là vậy, rồi sau đó nữa, sau đó 2 tuần nữa thi, 3 tháng 12 thi. Được không? Hay là muốn là vấn đáp xong rồi tuần sau thi luôn cũng được. Tôi mượn cái tiết của bên Thanh Tịnh Đạo cho thi. Đó thoải mái lắm. Đó chứ, tùy quý vị à. Mười chín dưới 7 nữa. Thấy không? Là 26 hả? Tháng 12.
hay đi hả? Ai cũng thích kéo dài thời gian hết trơn á, trong khi thỏa mạn nhân loại thì ngày càng nó tụt xuống nha. Thôi 3 tháng 12 thi, 3 tháng 12 thi. Nếu mà quý vị á mà soạn kịp cho sớm hơn là tốt nha. À, thanh tịnh đạo tuần sau ốp, cho nên quý vị học tịnh đạo có thể thủ soạn bài. Hết 80 phát tự tính là 11 năm hả? Ủa sao nhanh vậy? Có 11 năm hả? Là hết siêu lý, là hết siêu lý trung học đúng không? Hết siêu lý tiểu học hả? À, trời ơi 11 năm gì mà siêu lý tiểu học không trời, 80 pháp luôn mà, 80 pháp là siêu lý trung học đi lên đại học rồi. Thôi vậy là chốt chốt vậy nha. Rồi tôi chụp cái hình qua cho quý vị nè, coi như làm bằng chứng à, để nữa thôi là 26 tập. Tính tới nay là 26 bài tập rồi. Cái đó là bài tập tôi cho thôi đúng không, tôi cho tôi trả bài thôi. À, coi lại cái khóa mới ấy. Cái khóa 2 á là tôi cho đề nó khác nữa đó. Đúng chưa? Cho nên không phải 26 đâu nghe. Rồi coi quý vị thấy là trong lớp tôi cũng có đặt câu hỏi, tôi cũng mở ra nữa đó, cho nên số lượng câu nó cũng khá đấy, không phải là ít đâu. Thành ra ráng là soạn sao cho nó lấy được 20 điểm trọn nha. Để có cái gì đó thú vị đặc biệt thì tôi mới cho được 20 điểm chứ. Không soạn mà không có gì đặc biệt hết trơn sao được 20 điểm. Rồi giờ sức mạnh của thọ xả nè. Thọ xả với sức mạnh thông thường làm trung gian chuyển cảnh cho tâm. Tức là sao vậy? Quý vị thấy đó, mình có cái trạng thái đó chuyển cảnh, khi mình chú tâm cái này cái mình chuyển qua chú tâm cái kia, giữa đoạn giữa đó mình có cái sự lơ đễnh đúng không? Cái sự lơ đễnh đó đó nó chính là thọ xả đó. Rồi đó, khi mà quý vị đang cảm nhận một cái gì đó, không có quý vị ngưng nó đó lại chút để qua chuyển qua cảm nhận cái khác, ở giữa đó là thọ xả đó. À, nó làm trung gian để mà chuyển cảnh cho tâm. Thì cái sức mạnh này nó thông thường lắm, nó thông thường lắm, nó thông thường lắm. Cơ không có yếu, thọ xả không có yếu. À, thọ xả mà yếu thì sao? Thì xả không nổi. Mấy cái thọ kia nó lấn hết trơn này. À, thọ xả nó không có yếu được. À, ít nhất là nó cũng trung bình, là thông thường đó. Còn mà nó yếu quá là mấy cái thọ kia lấn mất tiêu rồi, sao mà nó tồn tại được. Hiểu được cái số 1 chưa? Số 2 là nó to lớn, là to lớn. À, cái này đó là cũng có nè, quý vị cũng đã từng có trải nghiệm cái loại thứ thứ hai này rồi nè. Thọ xả mà có sự to lớn đó là sự tâm, cái trạng thái mà tâm nó an yên được trong cảnh vắng lặng chuyên chú. Khi quý vị làm một cái gì đó mà chú tâm, ví dụ quý vị học bài đi, quý vị học chú tâm vô, quý vị không phải không có cái sự mà vui sanh khởi lên lúc đó, để ý là có phải không? Nhưng mà quý vị chú tâm vô à, là ngay lập tức lúc đó đó là quý vị chuyên chú, cho nên là không có vui, mà mình còn vui hì 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 ha, là chú chưa có chuyên cho lắm à. À, vậy thì khi mà cái cảnh mà nó vắng lặng trở lại, nó chỉ còn cái đề mục nó thôi đó, còn cái vấn đề thôi, thì lúc bây giờ họ xả nó chiếm lĩnh này đó, họ xả nó trở nên là to bự rồi đó, và cái trạng thái cảm giác được vắng lặng như vậy gọi là cảm giác được cái trạng thái của thọ xả. Cái sức mạnh thứ ba là rất lớn, chứ là to lớn rồi, cái này là rất lớn, thì đây là trạng thái của thiền với cái xả làm thọ.
Thiên thiên gì? Thiên gì mà có thọ xả nè? Thiên gì? Thiên bè ha. Thiên gì có thọ xả nè? Thiên minh xác. Rồi, một bạn. Thiền, Phủ Thiền. Phủ Thiền và Tứ Thiền hả? Cộng lại là Chín Thiền hả? Phải không? Phủ Thiền với Tứ Thiền là Chín Thiền. Ở đó ghi cho nó kìa, Ngũ Thiền cộng Bốn Thiền là Chín Thiền. Thiền là sai rồi đó. Thọ xả với thiền đó chỉ có mấy. Rồi bây giờ ha, giờ đánh đố nè. Bây giờ mà đánh đố mà hỏi ha, coi chừng chết đó. Thọ xả đi với thiền có bao nhiêu tâm, dù là hơi ăn gian chút là chưa có dạy tâm mà hỏi rồi thì cái đó nó hơi kỳ, hả không? Nhưng mà lớp này cũng nhiều người học rồi, học rồi cho nên thành ra hỏi luôn. Xả đi với thiền có bao nhiêu tâm? Rồi, thiều duyên ba tâm. Chết rồi. Sao mà nó ít dữ vậy? Sao nó ít dữ vậy? Sầu đời không? Ba tâm à? Kiểu này là chết rồi phải không? Đi thi siêu lý là rớt rồi. Ủa, lên này hả? Lên hả? Lên 11 hả? Ủa, lên này hả? Lên 11 hả? Sao vẫn ít giá? Thấy nhiều nhứ. Thấy cũng còn đang đánh đánh nè à. Đánh á à. Ơi đánh đánh thì bây giờ là nhớ cái bảng niêu không, cái bảng niêu trong bảng niêu là nhìn cái bảng niêu đếm không, cái màu xanh á không là nó. Ơi ok, nhiều quý vị đã lên là kết quả rồi đó, 23 tâm. 23 tâm chứ không phải là 3 nha, cũng không phải 11 nha. Nhưng mà người ta nói tâm thiền, người ta đâu có nói tâm thiện, tâm quả, tâm tố gì đâu. Người ta nói tâm thiền mà. Cái tự nhiên cái mình chơi thiền là thiện à, chơi thiền thiện thôi, quả tố không chơi. Kỳ vậy. Thiền sắc có 3 tâm thọ xả. Chưa? Rồi thiền vô sắc là 12 tâm thọ xả. Bên thiền siêu thế là có 8 tâm thọ xả. Được chưa? Hiểu chưa? Nhớ chưa? Ổn chưa? Cái mơ kia mốt nọ mình học cái lớp mẫu giáo 3 chắc nữa mình học sẽ có offline á. Đặng mà mình coi bản nêu cho nó quen. Ôi bản niêu cho quen cho nhớ từ đây tới đó đó là sẽ cố gắng anh chủ tân với Phước Hoan đó, ai có quan hệ thì làm chung với hai em làm cái bảng 80 pháp thực tính. Mình sẽ có bảng
Tâm, bản tâm sở, bản pháp thực tính, bản sắc pháp, bản tổng hợp. Đó, mình sẽ coi các cái bản đó để mà dễ. Theo cái vô sắc rồi ha. Rồi, dễ hiểu rồi đúng không? Rồi, đi tiếp. Phân loại. Xã do đặc tính cảnh quân bình không quá trội. Tức là cái cảnh nó nhẹ nhàng thôi. Cảnh nó trung bình á. Thì nó dễ làm cho cái tâm ấy đi theo cái cảnh trung bình đó, nó cũng buồn ngủ theo vậy đó. Đó là tâm si á. Nhớ hai tâm si không? Hai tâm si đó, si hoài nghi và si phóng dật á. À, cái tuổi đó thì sao? Luôn luôn là xả. À, hai cái tâm đó là luôn luôn là thọ, thọ xả. Đấy, thành ra là như cái cảnh là quân bình thôi, nhẹ nhàng thôi, à, tâm phóng dật liền, buông lung liền, mơ mộng mơ mơ màng màng rồi đó. Thì đó là do cảnh, xả theo theo cảnh. Rồi xả theo đặc tính sắc kinh. Xả theo đặc tính thân kinh thì cái này là quý vị chưa có biết. Cái này là quý vị chưa biết. Cái này học sắc pháp thì mới biết, cho nên là ra cái câu hỏi phụ 2 điểm cho cái bài kiểm tra mới vừa rồi đó, có Phước Hoàng làm được đó. Phước Hoàng tìm thấy được vị trí của cái câu trả lời đúng không? Nên thành ra em ghi y rang luôn. À, nhưng mà phải diễn giải thêm, phải diễn giải thêm. À, chứ mình ghi y rang không thì thôi du gì, tìm được cái bảo bối là quá quý rồi. Phải diễn tả thêm. À, trạng thái đó là sao vậy? Quý vị biết đó. À, vô tình mới đọc xong hả, trúng mánh ha. Vui hả, mình có cái sự tìm tòi đó và mình được điểm, vui. Tôi thích tìm tòi vậy đó. À, mình phải suy xét thêm. Trong cái trường hợp đó là cái thân ấy, cái thân nha, thân thức á, thì quý vị thấy thọ lạc và ngủ không? À, là do gì vậy? Cái cảnh nó đập vô song sanh tinh thân. À, cái cảnh nó đập vô sanh tinh thân thì cái cảnh mà nó đập vô sanh tinh thân đó đó, à, cái cảnh đó đó nó chỉ là ba cái tâm, ba cái đặc tính của sắc pháp thôi, ba cái sắc tứ đại, đất lửa gió, thì nó tạo thành cái đối tượng chính cho sắc thân. Thành ra với cái sức mạnh của ba cái sắc đó nó đập vô thân thì thân nó mới biết được. Thân nó mới biết được. Còn các cái loại sắc khác thì thân nó không biết được. À, thân thân thần kinh thân đó nó không biết được, nó chỉ biết được khi mà cái đó nó to thì mới đập vô thôi. Còn trong khi đó, đối với các cái sắc kinh khác của mắt, tai, mũi, lưỡi đó, thì các sắc y sinh, các sắc y sinh, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, đó, tất cả những sắc này đó là đã được biến tướng rồi, không phải còn là những cái sắc mạnh như là sắc tứ đại nữa, đại là bự mà. À, thì mấy cái sắc này nó tế quá à, nó tế quá à. Nó không có đủ mạnh như sắc tứ đại đập lên sắc kinh. À, thành thử ra nó không làm cho tâm sanh lên được các cái trạng thái thọ khác to hơn, bự hơn, bắt được đối tượng hơn. Thành thử là bắt buộc các cái tâm mà lục về tâm quả vô nhân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, mà bỏ thân ra nhãn nhĩ tỷ thiệt. À, quả thiện hay quả bất thiện thì luôn luôn đi kèm theo đối tượng của nó thì phải là thọ, thọ xả, không có thọ khác sanh lên được. À, do đặc tính của sắc kinh không bắt được đó. Được chưa, hiểu hiểu chỗ này chưa? Giảng ra cho nó kỹ ra ha, tôi ghi nó tắt thôi. À, xả do đặc tính thần kinh, à, cái này nó ghi không có rõ lắm, sắc thần kinh, à, không bắt được cảnh. Rồi xả có sắc thần kinh không bắt được cảnh. Có sắc lớn
Nè, chỉ bắt được các tỉnh giới nhỏ ấy nè, không khiến họ tầm lên với các họ như chỉ tu khổ được. Sẽ thôi. Tức là người ta hỏi là tại sao mà nó thọ xả, đúng không? Người ta hỏi là tại sao mà nó thọ xả thì biết là mỗi cái là tất cả các cái tâm vô nhân, nhưng mà không phải là tất cả có cái tâm thân thức cũng là vô nhân mà sao nó thọ lạc, khổ đâu có thọ xả. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thì là thọ xả đó, thì phải giải thích là dựa trên trên cái thần kinh nhập cảnh nó phối hợp với nhau đó nó mới ra. Rồi được chưa, có thấy màn hình không? Oxy nào mà tới ba màu dữ vậy ta? Cô nè. Y. Nhưng mà ba màu. Hỷ. Ồ, thôi sẽ. Đâu chỗ nào mà si mà nó tới ba màu dữ vậy? Tôi thấy cái bảng niêu nào si cũng có màu, một là màu xanh lè mà ta. Đâu có si nào mà tới ba màu được đâu. Hai cái tâm si luôn luôn màu xanh mà. Hai cái tâm trí luôn luôn màu xanh mà. Nhìn đâu ta? Cái đó tầm 7 nha, mình đang nói bên tâm nha, không phải nói tâm sở phối hợp với tâm sở nha. Đang nói về tâm. Còn cái đó là trạng thái hòa hợp của tâm sở, là nó khác nữa. Mình nhớ cái buổi giới thiệu hôm bữa thầy có nói không, học về tánh phối hợp, học về tâm phối hợp, học về tâm tánh phối hợp, nhớ không? Cái đó lên lớp sau sau nữa mình mới học tới. Sở nó phối hợp với tâm sở nữa, tức là những tâm sở nào có thể phối hợp với nhau và những tâm sở nào thì không thể phối hợp với nhau để kết bầy, kết bọn. Thì cái trạng thái mà quý vị thấy trên cái bảng nêu mà bên tâm sở mà người ta tô màu ấy, tức là các cái trạng thái thọ phối hợp với tâm sở, tức là thọ gì đó nó hợp được với tâm sở nào, đó là tâm sở phối hợp với tâm sở. Rồi, được ha. Thứ ba là xả đi với thiện. Thứ tư là xả đi với bất thiện. Thứ năm là xả đi với quả. Và thứ sáu là xả đi với di tác. Nó có những cái kiểu loại như vậy. Rồi, bây giờ ứng dụng cái tâm thọ xả nó để làm gì? Duy trì sự tập trung, cần đưa tâm về trạng thái quân bình là thọ xả, gọi là thọ xả.
Khi nào mà chưa có sự tập trung, cần cái sự tập trung thì phải chuyển trạng thái, ngưng vui lại, bớt vui lại, bớt vui lại à, rồi xong rồi mất vui luôn đi, đang mà chuyển về xã đang chú tâm. Nếu mình còn ngồi đó vui quật hay cười hi 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 rồi làm sao, rồi làm sao mà tập trung được à, cảm ơn số 4. Giống như VV vậy. Ủa à, lớp này không có ông VV học ha. Ủa VV nó có học lớp nào không ta? Nó ngồi mình nó học mà bả nó cứ cười hi 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 hi, không biết nó nghe hiểu gì không. Thế rồi nó cười không mà là nó không có xả với chú tâm được á. Rụng giường nữa. Duy trì tập trung đưa về trạng thái quân bình, đưa về thọ thọ xả. Thứ hai dùng để trị. À, dùng để đối trị với hiện tượng tiêu cực à, trên con đường tư tiến. Đối trị với các hiện tượng tiêu cực, khi mà mình tu tiến đó thì mình sẽ ra bị cực đoan chỗ này chỗ kia, thì chuyển về hành xả, đưa về hành xả, đưa về quân bình trước. Ví dụ quân bình rồi bắt đầu mới sửa sửa đổi. Mà mình còn mà tiêu cực á thì không sửa đổi được. Về quân bình rồi mà còn đang hì hì với cái sai cái xấu đó, cái tiêu cực đó đó thì chưa chưa sửa được đâu. Ví dụ như bồ bỏ thất tình rồi đó, mình lo mình sầu đời héo hon tác dạ không à đó, mà người ta nói mình đâu có nghe đâu à, mình phải phải quân bình nó lại, quân bình cái cảm xúc tiêu cực đó lại bằng hành xả, lúc này mình mới có thể sửa sửa đổi được. Thứ ba à, quân xả để liền tập để thành quán xã để rèn tập bình an tự thân, hiểu không? Tức là không phải cần phải hỷ hy lạc mới à, chịu à, với sự dục với tốc á cổ ảnh hưởng của tiếng. Chưa hiểu chỗ này không? Không phải là mình đi học đó là bởi vui mình mới đi học, thấy không? Dục thì tốt, đúng rồi. Không phải vui mình đi học, vui mình mới đi học, vui mà mới đi học có nghĩa là tâm họ hỷ mới được à, hỷ mới được à, nhưng mà mình đi học đó mình có sự chú tâm đó, mình có sự hiểu biết với tâm đại thiện hợp trí thọ xả cũng được. À, cũng được, mình cũng nương tâm đó sanh lên được, chứ không nhất thiết đi học là phải vui hì 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 hì. Bây giờ mình lớn rồi, mình tới là mẫu giáo 2 rồi, phải không? Qua tháng sau là mình lên mẫu giáo 3 rồi, lớn rồi. 735 hả? Ừ, trời ơi, sao tôi xả ngã xong à, khổ đời vậy đó. Xã hội nãy cô Mỹ chơi mới sửa mới sửa tụi mấy cái chữ bên trên này đó. Cái còn chỗ nào xả ngã nữa không, đâu mà tôi học cái chữ xả này mà nó ngã hoài không biết. À, đó là ứng dụng rồi
ghi đi, ghi xong nghỉ. Thôi tôi không biết, cái này tôi không biết. Nãy mới giảng xong rồi đó con. Ủa? Ủa? À vậy đó hả? Nghe lại nghe, bật cái khúc đó nghe lại nghe. Nãy lúc mình gớt mạng á, mình có đánh dấu thời gian không? À, không, để nói mình nghe lại khúc đó. Cũng hay lắm đó, có thể cho đó. Rồi nghe lại đi, rồi cái ghi chú đồ giải thích đầy đủ lại, không hiểu thì đem vô lớp bổ trợ hỏi. Rồi thôi nghỉ ha, quý vị soạn cái bài cho nó tốt, ráng lên lớp hết nha. Ừ, bye bye.